cấu ổn ỉn cả ốc mong rồi lại gãi cái đầu vì chẳng tìm được đồ vật nào hình tròn cả. Mèo con mạnh dạn lơ tay meo meo thưa cô, mắt con cá hình tròn ạ. Cô thỏ trắng mỉm cười rồi chỉ về phía các đồ vật trong lớp học và nói các em hãy tìm xem cửa sổ lớp mình hình tròn, đồng hồ treo tường hình tròn, bức tranh vẽ ông mặt trời hình tròn, quả bóng hình tròn. Cô thỏ trắng còn hướng dẫn cả lớp biết tạo những hình tròn bằng tay. Các con hãy chạm đầu ngón tay trỏ và hạ ngón tay cái của hai con bàn tay vào nhau, vòng hai tay lên đầu, cả lớp cầm tay nhau.